Chào tất cả mọi người, mấy hôm nay mọi người có thấy cái Facebook của mình á, là trong cái thời gian vừa rồi á, trong vòng khoảng một tháng vừa rồi á, là mình share rất là nhiều các cái clip không và trên một cùng một cái nền tảng đó. Và mình cũng xin bật mí với mọi người đó là cái nền tảng mà mình đang phát triển đó là nền tảng Code TV. Đây là một nền tảng mới và chỉ vào Việt Nam trong vòng 1-2 năm nay thôi. Và hiện tại bây giờ cái số lượng người họ truy cập vào trong cái nền tảng này vẫn chưa gọi là nhiều như là YouTube hoặc là Facebook hay là TikTok. Tuy nhiên mình đánh giá đây là một nền tảng rất có cái tiềm năng trong tương lai. Cái nền tảng Code TV này á, là thêm một cái nữa là họ đã phát triển ở trên thế giới rồi, và trong đó đặc biệt là phát triển ở Brazil á. Brazil thì cái số người truy cập họ rất là đông và họ biết cách họ sử dụng ứng dụng cái công nghệ Web3 này rồi. Và nhưng mà được có một cái là hiện tại bây giờ nó chưa họ chưa vào Việt Nam, mà mới vào Việt Nam được 1-2 năm nay thôi, nên là cái còn sẽ rất là mới lạ với mọi người và cần một cái thời gian để cho mọi người thích nghi dần. Tuy nhiên mình cam đoan chắc với mọi người nha, từ lúc mà mình tham gia đến bây giờ mình chỉ có được thôi chứ mình chưa mất gì chân không đó. Mình thứ nhất là mình rồi có những cái sản phẩm mình đã sáng tạo nội dung rồi, mình up lên cho họ và tự nhiên mình lại được trao tặng những cái giá trị mà rất là bất ngờ đến. Nên chính vì vậy hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể nghiên cứu, tìm hiểu thêm một cái cách kiếm tiền mới cho mình đó, và tham gia vào với cộng đồng Code TV Coder Việt Nam ha. Đó, bởi vì thứ nhất có những cái yếu tố như thế này, đó là họ sử dụng cái công nghệ Web3. Cái công nghệ Web1 á, Web1 nó là cái công nghệ ví dụ như là mình tạo một cái trang web, sau đó mình quảng cáo cái sản phẩm đó và cái người tiêu dùng họ đến, họ tìm thấy cái trang web của mình và họ thấy cái sản phẩm phù hợp và mua. Thì cái đó là nó chỉ có giá trị cho cái người mà tạo ra cái trang web đó thôi. Còn cái sản phẩm Web2 đó là cái sản phẩm mà nó tạo ra ví dụ như bây giờ như là YouTube nè, rồi Facebook nè, rồi Instagram nè, rồi TikTok nè. Đó là những cái sản phẩm Web2, đó là những cái công nghệ Web2. Cái Web2 đó thì nó có lợi thế, đó là nó vẫn có trao giá trị cho những người sáng tạo nội dung. Không, cái người sáng tạo nội dung có thể tạo cái video clip của mình và up lên những cái nền tảng đó thì sẽ được một cái phần lợi ích gì đó về cho mình. Đó, tuy nhiên cái Web2 nó có hạn chế, đó là nó sẽ qua một cái trung gian, đó là các cái ông mà ông giữ cái nền tảng đó. Ví dụ như là ông YouTube, mình up một cái clip lên thì mình phải đợi ổng xét duyệt cho mình là có khả năng kiếm tiền hay không theo cái điều kiện của ổng. Và cái thứ hai nữa là ổng sẽ sau khi mình up cái sản phẩm sáng tạo của mình lên á, thì ổng sẽ gắn cái quảng cáo đó vào. Sau khi mình kiếm tiền được, ổng gắn cái quảng cáo của ổng, của ổng, ổng đối tác với những cái nhà quảng cáo, những cái nhà cung cấp sản phẩm, họ muốn cái quảng cáo sản phẩm của họ trên YouTube thì ổng gắn vào trong cái clip của mình và mình coi. Thì người ta xem càng nhiều thì cái lượt xem càng nhiều thì cái YouTube họ tính cái doanh số và chia cho cái phần trăm đó. Thì như vậy mình cũng sẽ bị qua một cái trung gian. Tuy nhiên cái nền tảng Code TV này nó có một cái rất là hấp dẫn, và đó là cái công nghệ Web3. Cái công nghệ Web3 này á, hay ở chỗ là họ trao cái giá trị đến cho cộng đồng. Có nghĩa là khi mà cộng đồng họ thấy một cái sản phẩm của nhà sáng tạo nội dung mình đưa lên á, thì họ thấy cái đó hay thì họ sẽ connect trực tiếp luôn. Có nghĩa là họ trao tặng cái giá trị đó trực tiếp đến cho cái tài khoản của mình luôn, chứ họ không có thông qua cái người trung gian nữa. Nhưng mà chính vì vậy mà khi mà mình tạo ra được sản phẩm á, mình up lên cái nền tảng Code TV á, thì những cái người mà họ đến họ xem, họ sẽ trao cái giá trị cho mình trực tiếp, chứ họ không có phần cần thông qua cái người tạo ra cái nền tảng Code TV đó. Và bên cạnh đó nó có một cái lợi thế, nó vẫn chứa hết tất cả những cái ưu điểm của Web2, là khi mà mình đạt một cái tiêu chuẩn nhất định của Code TV đề ra thì mình vẫn sẽ có thể bật quảng cáo và mình có thể kiếm tiền từ quảng cáo nữa đó. Chính vì vậy mà cái nền tảng Web3 hiện tại bây giờ á, nó đang được các ông lớn như các quỹ đầu tư họ đang nghiên cứu để họ vào họ làm. Cái nền tảng Code TV á, là một trong những nền tảng đầu tiên ứng dụng cái công nghệ Web3 giúp cho nhà sáng tạo nội dung rồi chúng ta có thể phát triển nhiều hơn nữa, có thể có nhiều mảnh đất để chúng ta thể hiện hơn nữa, và chúng ta kiếm được nhiều cái doanh thu hơn nữa. Vì vậy thì doanh thu nó như thế nào thì mình xin mời mọi người đến trực tiếp đến cái kênh của mình ha, và mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người biết về những cái ưu điểm của công nghệ Web3 này như thế nào, và cũng như là chúng ta phải biết cách và chúng ta học cách để chúng ta kiếm thêm một
cái khoản thu nhập nữa. Mà có thể nếu mà chúng ta làm tốt thì có thể đây là một khoản thu nhập chính của chúng ta đấy, không phải chuyện giỡn đâu. Nên mọi người chú ý nha, và chúng ta sẽ cùng xem nha. Bây giờ mọi người đến với nền tảng CodeTV ha. Đây là cái trang chủ của CodeTV. Và tại sao mình nói nè, mình nói tại sao mà giá trị được connect trực tiếp đến tài khoản của mình. Ví dụ như mình xem một cái bài hát, bây giờ mình sẽ vô một cái bài hát các bạn. Đó, thì hiện tại bây giờ bé Hồng Phúc mới vừa up lên. À, mà mình xem cái bài thương ca tiếng Việt này mình thấy hay á, thì mình sẽ like cho Hồng Phúc một cái. Đó, mình like và cái giá trị mình like nè, thấy chưa? Rồi mình sẽ cho mọi người thấy nè. Đó, cái giá trị like của mình nó được 0.22 vét. Đó, vét là gì? Một xíu mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người biết vét là gì ha. Rồi, bên cạnh đó nếu mà mình thích nữa, mình sẽ tặng cho Hoàng Phúc gift. Đó, bây giờ mình sẽ tặng cho Phúc một gift đi. Tặng cho Phúc một gift. Rồi, thấy chưa? À, rồi đó, đây có một gift nữa nè. Như vậy thì Hoàng Phúc sẽ có cái giá trị, sẽ nhận được hai giá trị. Đó. Đó, hiện tại bây giờ là 0.2882 vét, tương đương với 270 đồng Việt Nam ha. Rồi, giờ mình sẽ giới thiệu vừa rồi, mình bắt đầu mình sẽ nói về cái giá trị đó. Đấy là cái sức mạnh của cái like. Đó, cái giá trị cộng đồng mình trao đến trực tiếp cho cái người mà sáng tạo ra cái nội dung này. Đó, mình không thông qua ai hết, mình thấy hay quá mình tự cho mình tặng luôn. Rồi, đó là cái ưu điểm của CodeTV đấy. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cho mọi người ha, cái trang chủ của mình đây, cái trang của mình, trang riêng của mình đây. Và hiện tại bây giờ cái tác phẩm mình up lên là 35 tác phẩm rồi. Và cái số người theo dõi của mình là, theo dõi mình nè, là 470 người. Và mình nói rồi, CodeTV không có làm, vẫn giữ nguyên được cái ưu điểm của Web2. Đó là trên cái nhà sáng tạo nội dung á, là có thể gắn lên các cái sản phẩm quảng cáo lên trên đó. Thì nhưng mà với điều kiện của CodeTV nó là dễ hơn YouTube bây giờ nhiều lắm. Là hiện tại bây giờ mình chỉ cần đạt 500 lượng người theo dõi cộng với một cái video của mình có lượt xem trên 1.000. Dễ không mọi người? Đó, chỉ có 500 người thôi. Bây giờ mình được 470 rồi, bây giờ mình cần thêm 30 người nữa là mình đã có thể xin đăng ký để mà bật quảng cáo rồi, và kiếm tiền thêm được một khoản tiền thu nhập từ quảng cáo nữa. Đấy chính là cái ưu điểm của CodeTV. Đó, vừa được thu nhập về từ cái nút like nè, thấy không, quà nè, gift nè, rồi lại vừa thu nhập từ quảng cáo nữa, quá lời rồi đúng không ạ? Như vậy thì CodeTV họ trả cho mình như thế nào? Họ không trả cho mình cái tiền mặt trực tiếp, mà họ trả thông qua cái đồng gọi là đồng cod. Đây, đồng cod đây ha. Cái đồng cod này á là một đồng tiền mã hóa, và đồng tiền này đã có giá trị rồi nha mọi người. Hiện tại bây giờ đồng cod này đã được giao dịch trên các cái sàn lớn trên thế giới rồi đó. Và các nhà đầu tư hiện tại bây giờ họ vẫn dùng đồng cod này giống như đầu tư, như là đầu tư chứng khoán, đầu tư tiền tệ vậy đó, forex vậy đó, nó như vậy đó. Thì cái người sáng tạo nội dung mình được cái là CodeTV họ sẽ trả cho mình cái này. Và thông qua cái vét này, cái vét là cái ô trên này, cái vét này á là mỗi vét như vậy á là nó đạt, nó bằng một cod, thấy không? Nhưng mà vét này á là mình sử dụng ở trên nền tảng của mình thôi. Để chi? Để nó xác định cái lực like của mình. Cái lực like của mình, ví dụ như mình sở hữu cái lượng vét càng cao thì cái lực like của mình cho cái video đó càng lớn. Mình càng cao thì cái lực like của video của mình nó sẽ càng lớn. Đó. Tuy nhiên nó có điều gì nè, là khi mà mình like á, mình like cái video sản phẩm đó thì mình tặng cái quà đó cho cái người sáng tạo sản phẩm, cái người sáng tạo, nhưng mà mình không mất gì hết trơn á, mà code họ mất,
code họ sẽ tặng, họ lấy cái tiền đó. Ví dụ như mình like bây giờ, nãy mình like cho bé Phúc được 70 mấy đồng á, đó thì mình không mất cái 70 mấy đồng, mà mình đó là 0.22 vé đó, mình không mất cái đó mà mình lại được, mà được code họ có tivi họ trả cho đó. Vì vậy mình rất là khỏe, mình đâu có bị mất gì đâu, thấy không? Nhưng mà họ cũng đâu có, họ cũng khống chế mình like nha mọi người. Mọi người nhớ cái thanh này nè, cái thanh energy này nè, là nó đầy á, thì nó chỉ được tối đa like được khoảng 30 người thôi. Chứ mà mình mà người ta để cho mình tự do like, cái mình 30 like của ta, ba mấy trăm người được like hoặc cả ngàn được like trong một ngày nữa, chắc người ta sạc quá, người ta đâu có tiền đâu, người ta trả mình hoài, thấy không? Thì cái đồng vest này á, là một vest tương đương một code. Hiện tại bây giờ á, mình xin phép mình che lại cái giá trị nha, để cho nó bảo mật cái giá trị của mình. Đó thì một vest nó tương đương với một code, và nó sẽ được chuyển qua. Đó. Nó được chuyển qua cái đồng, nó được chuyển qua code khi mà mình muốn nè, mình muốn chuyển nè, bây giờ mình muốn rút nè. Đó, nó sẽ rút về cái ví Mainnet của mình. Đây cái ví Mainnet này. Ví Mainnet. Thấy không? Đó, mình vào ví Mainnet nè. Đó, đồng vest này mình sẽ chuyển sang cái đồng code. Thấy không? Mình chuyển sang đồng code nè. Thì người ta có ghi sẵn nè, sau khi chuyển đổi được, bắt đầu 1/6 vé sẽ được chuyển qua code mỗi tuần. Như vậy mình mới mất 6 tuần để chuyển hết cái số tiền đó. Ví dụ như mình muốn mình chuyển đó, thì mình chuyển bao nhiêu đó tiền mình chuyển hết cũng được, thấy không? Thì trong 6 tuần đó mình sẽ được chuyển về đồng code. Và đồng code này đó, khi mà họ về ví rồi đó, là mình sẽ đưa lên các sàn và mình bán đi, và mình lấy cái tiền thật của mình về. Thấy hiệu quả không mọi người? Rất là hay. Đó, thứ nhất là mình sẽ tăng những cái thu nhập đó, từ đồng đó, mà không mình giữ, mà thật ra là mình sẽ giữ đồng có đó, mình không bán làm gì à. Nếu đồng có mà trên giao dịch trên thị trường họ tăng giá thì tự nhiên cái mình lại được lợi đó. Chính vì vậy mà mình giới thiệu sơ cho mọi người về cái tính năng của CodeTV đó, thì để mọi người biết được là cái hiệu quả của CodeTV như thế nào. Đó, giờ mình cũng đã giới thiệu sơ qua cho mọi người về nền tảng CodeTV, và cũng như là mình sẽ đã cung cấp cho mọi người thêm một cái thông tin mới, một cách kiếm tiền mới online, kiếm tiền online mới trên cái nền tảng mà họ mới vào Việt Nam thôi. Và mình nghĩ là trong thời gian tới này sẽ phát triển mạnh, bởi vì là các nước trên thế giới cũng như đặc biệt là Brazil, họ đã phát triển rất là mạnh cái nền tảng này rồi, thì không có lý nào Việt Nam không phát triển. Chỉ có điều là tại vì người Việt Nam mình chưa biết thôi. Và hy vọng rằng là trong tương lai này là chúng ta sẽ có nhiều người hơn nữa để cùng tham gia kiếm tiền trên nền CodeTV, và chúng ta trao cái giá trị trực tiếp và đến với cộng đồng, và khuyến khích thêm nhiều người hơn nữa chúng ta cùng sáng tạo nội dung cho nó hay, hấp dẫn. Thế mọi người, chào mọi người, chúc mọi người kiếm tiền thật nhiều tiền được trên nền tảng mới nha.